Không lẽ chưa từng có trường hợp nào dung khí sẽ tự có ý thức của riêng nó sao? Chưa từng, từ xưa đến nay, ta chưa từng gặp được hiện tượng này. Cô ấy sở hữu sức mạnh và quyền hạn vô cùng to lớn, một sự tồn tại lớn mạnh, và có cả ý thức tự lập như thế, nhưng lại phụ thuộc vào ngươi. Còn bản thân ngươi, cho dù võ lực của ngươi đã đứng đầu trong phàm nhân, nhưng điều không thể phủ nhận là ngươi vẫn là một con người thuần túy. Dục vọng nên có ở phàm nhân, ngươi không thiếu cái nào, nhưng lại bị cô ta hạn chế, không đến nỗi bị đoạn lạc. Hai người chế hành lẫn nhau, lại ảnh hưởng lẫn nhau. Quan hệ chung sống của hai ngươi giống như sự kết hợp hoàn mỹ giữa tiên và phàm. Tại sao lại như thế? Sao lại có thể làm được điều này? Lần này gặp được phu tử, thật sự đã thu hoạch được tình báo quan trọng và ngoài ý muốn. Có lẽ về bí mật của hệ thống có thể giải mã ra nhiều điều hơn. Nguyên nhân cụ thể lát nữa ta sẽ nói rõ với ngài. Và bây giờ ta vẫn còn rất nhiều vấn đề, còn xin phu tử dạy cho. Vậy hỏi đi. Ta từng đến khắp thiên hạ để tìm dung khí, nhưng lại không tìm được ghi chép về nó. Và còn dung khí, hoặc có thể nói là khí cụ, rốt cuộc từ đâu mà ra? Lý do các ngươi không tìm thấy ghi chép về dung khí ở dân gian là vì trong trăm năm nay thư viện đều cố gắng xóa đi dấu vết của nó. Còn về cội nguồn của nó, tuy ta đã sống mấy trăm năm, nhưng bản nguyên của nó ta cũng không rõ ràng. Và thư viện đã chuyên tâm thu thập sách cổ thiên hạ mấy trăm năm, đã tìm được một chút manh mối liên quan đến dung khí. Có lẽ phải ngược dòng khi bàn cổ khai thiên lập địa. Trời đất vừa mới được sinh ra trong thời kỳ hỗn độn. Nó được sinh ra trong chính hỗn độn đó. Ừ, theo bổn tinh linh lý giải là nó là một mớ hỗn độn ngu ngốc, là một luồng sức mạnh to lớn nhưng không có ý thức bản thân, bản chất gần như căn nguyên của thế giới mà có thể điều động một chút sức mạnh của đấng sáng tạo. Từ tình báo, ta biết được bản thể của nó sẽ không ngừng phân phó vào một vật nào đó. Những ai có được vật này thì sẽ có được thần lực, có thể biến ước mơ thành thật. Người này sẽ tạo lên một sự nghiệp lớn. Nhưng sức mạnh này không xét đúng sai, cũng không xét thiện ác, kể cả công đạo và tư đạo. Nó cứ như thế mà tồn tại, như mớ hỗn độn. Chỉ cần có dục vọng và sự khát vọng to lớn, nó sẽ phản hồi túc trục. Nhưng bản thể của nó, cách vài năm hoặc chục năm, sẽ dịch chuyển từ vật hoặc người đang phó thân sang nơi khác. Cơ thể dịch chuyển vẫn chưa rõ, nhưng sẽ để lại dấu vết sức mạnh của nó. Những vật phẩm đó, người xưa đều xưng là tiên khí, pháp bảo, pháp khí, tiên đan, cổ thần. Nhiều năm trôi qua, nó đã có vô số danh xưng. Cho đến bây giờ, ta xưng nó là khí cụ, còn các ngươi xưng là dung khí. Thật ra danh xưng dung khí này là ta nghe được từ máy trúng thưởng. Cách nói của nó lúc đó và của phu tử hiện giờ có chút giống. Nó nói với ngươi như thế, ta cũng không phải không hiểu. Trong những ngày ta rơi vào ngủ sâu, ngươi cũng chỉ có thực lực của đỉnh cấp. Nếu như chỉ danh để ngươi đi tìm dung khí giả toàn tuyệt thế trở lên, chẳng phải đang tìm chỗ chết sao? Cho nên bảo ngươi đến tìm dung khí vô chủ nhưng vẫn còn sức mạnh là lựa chọn tốt nhất. Hình như nó hiểu về bản thể của hệ thống hơn ngươi nhỉ? Ừ. Nó là công năng hệ thống đầu tiên được ta điểm hóa và có cả ý thức tự chủ. Năm đó ta mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy không gian hệ thống quá lạnh nhạt, muốn có thêm ai đó đó bồi ta. Cũng không biết căn nguyên của nó là gì nên điểm hóa nó. Nhưng ngươi nhìn lại bản thể của Long Quốc vậy, cũng có cả ý thức tự chủ xem. Không gian hệ thống, máy trung thưởng,
Tên này nghe rằng không đơn giản. À, xin lỗi. Mời phu tử nói tiếp. Dưới sự ảnh hưởng của nó, cả thế giới rơi vào hỗn loạn, nguy hiểm cực đoan, sự hiểm ác trong thế giới lúc đó không phải những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Nuốt chửng dung khí hoặc là những dạ thú lấy cơ thể để trở thành dung khí, đó trở thành dị thú. Rất nhiều dị thú ví như thế được ghi chép trong Sơn Hải Kinh. Nhưng bọn họ đều sống không lâu, rất nhanh sẽ vì tương sát lẫn nhau mà chết hết. Chỉ còn lại một vài tàn hồn. Giống như thao thiết vậy đó. Ngoại trừ dị thú, những tà thần không ngừng xuất hiện tại viễn cổ cũng chính là người đã có được dung khí, chúng ta gọi là dung khí giả. Những người này tự xưng là thần, tiên, Phật, Thánh, Đạo Tổ, Vu Yêu. Tự xưng là thần nhưng lại đồ sát đồng tộc, hấp thụ linh hồn để tăng cường bản thân. Những huyết tế tàn nhẫn, nhân tế đều là nghi thức mà bọn thần linh như tà thần này thích thú nhất. Thật ra suy cho cùng, loại sức mạnh này không phải là tu tiên, cũng không phải hấp thụ linh khí thiên hạ dành riêng cho bản thân, mà là lấy linh hồn, hỉ nộ ái lạc của con người làm thức ăn. Đó mới là căn nguyên của sức mạnh. Và tình cảm cổ xưa nhất, mạnh liệt nhất và dễ có nhất của con người chính là sợ hãi. Chỉ cần hành hạ phàm nhân đến chết. Và cảm xúc đau khổ sợ hãi của con người cũng chính là căn nguyên khiến họ trở thành tà ma. Cuối cùng là đâu? Đắc đạo phi thăng, cũng có đại tự do và cả thần Phật đầy trời. Chẳng qua chỉ là một đám tà ma điên cuồng vì dục vọng dưới vực sâu vô tận đó. Đó chính là thời đại vô cùng hỗn loạn, đen tối và dã man. Vô số dung khí giả thống trị thiên hạ, tàn sát lẫn nhau, phàm nhân trở thành nô bộc súc sinh, bị làm thành tế sinh và lương thực. Ta xưng đó là thời đại hắc ám. Như thế trôi qua không biết bao nhiêu năm, cuối cùng tiền hiền của nhân tộc đã ý thức được điều này, bắt đầu đi tìm sự thay đổi. Tội nhân Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Chuyên Húc, rất nhiều tiền hiền bắt đầu sáng lập ra lý luận, chỉnh đốn lại lễ chế, làm nhẹ hình phạt, ẩn ác truyền thiện. Tam Hoàng ý chỉ, Tọa Nhân, Phục Hy, Thần Nông, Mụ Đế ý chỉ là Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Cốc, Vua Nghe, Vua Thuấn, cũng chính là Tam Hoàng trị thế, Ngũ Đế định luật. Mấy ngàn năm trôi qua, thiên hạ từ thời kỳ man hoang dần dần phát triển theo thời kỳ có trật tự và ôn hòa hơn. Sau đó đến hạ Tần, Tây Hán, Đông Hán, 19 nước đại võ. Cuối cùng, sức mạnh này đã đến với kẻ vượt xuyên không là ta. Dựa vào dục vọng của ta, sức mạnh này đã trở thành hệ thống xuất tặc. Đây chính là nguồn gốc của bản thể hệ thống. Sau đó, vì lúc ta xuyên không chỉ có linh hồn, nên nó chỉ có thể phân phó lên linh hồn của ta. Nguồn sức mạnh này kết hợp với linh hồn của ta đã sinh ra người quản lý hệ thống tâm. Đây chính là nguồn gốc của tâm. Cuối cùng, khi thăm dò lên tận lịch sử thời cổ đại, rất nhiều suy đoán về hệ thống cũng đã được định đoạt. Anh em thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.